không uống vô mặt cái bọc không. Con già còn chết con nhóc luôn. Để lấy dao xớt ngàn khúc đây, cầm dễ dớt ngàn khúc này nè, cầm vô cho dễ mắc nuôi. Trời ơi, ông nó mới biết bay hả, ông mới biết bay. Ông già nó còn giống như này chết đốt chết rồi, chết khối chết luôn đi luôn. Này vớt mớ gì ngâm rượu ha, vớt một lượt mấy cái này vớt với cái nãy ngâm rượu. Quá hay. Còn ít quá. Thấy con ấy con nổi chết luôn rồi, không có bay luôn rồi đó. Cái đang lẽ thì vậy là nó bay dèo 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 ra rồi đó. Được, thầy có trắng trắng đó. Có lý mà anh Đường. Thầy cũng có lý quá nè. Bây giờ thì đâu có nhiều ông già mà không thấy ông già không thấy bay ra ngoài con nào chứ. Có lúc con đốt có bay ra định số. Lúc anh đi vô. Rất nhộng. Không tới đâu. Gỡ những tô ông. Thì có mấy con ông già hả? Nhiều không? Lấy cái gỗ rồi hết vừa gì ông rượu hết. Vô mượn cái gỗ ra con bẫy nó hết. Ừ, thấy cũng có tô nè. Ừ, đen con như nè. Ba tầng đúng không? Cầm nó đi, tao tao cầm cái gửi cho dưới. Đây. Thôi thả con này luôn đi. Bây giờ nó lực ngâm được nha. Thả con đó cho nó làm gỗ đi. Nè, xin con đi đường sát là của má anh luôn.